Ba Khía. Má. Hả? Ủa, ông giám đốc chưa về hả má? Cậu im đi, đừng có gọi tôi như vậy. Cậu muốn gì á thì đi ra ngoài mà nói chuyện. Con bé Trinh đang ở nhà, cậu đừng có làm lớn chuyện ở đây. Ây chà, trời ơi, vợ tương lai của con đang ở nhà luôn hả? Vậy thì càng tốt. Có gì lát con nói sự thật về má cho Trinh biết luôn. Trước khi cậu nói, tôi sẽ cho cậu biết một chuyện. Đáng lý ra cái đó bà phải khen tôi mới đúng. Tôi rất là thông minh, khi tôi nghĩ ra cái chuyện mà tôi đánh tráo số phận của chai rượu của bà. Nếu tôi đưa đoạn ghi âm này cho công an thì ít nhất cậu cũng ngồi tù vài năm đó. Bà giỏi lắm, nhưng mà đừng có quên, nếu thằng này vào tù thì tôi cũng phải kéo bà theo. Còn bây giờ tôi sẽ đi tìm Trinh, và tôi nói cho Trinh biết tất cả mọi chuyện. Ok? Anh tìm tôi có chuyện gì? Không có gì đâu con. Cậu Lịch tới thăm và hỏi gì một số chuyện về nhà hàng thôi. Trời. Nhà hàng hả? Nhà hàng cái gì ở đây? Bây giờ cái nhà hàng đó có dẹp đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Vậy chắc chuyện giữa anh Ba Khí và dì Ngọc sắp nhận làm mẹ con, chắc là mối bận tâm của anh có đúng không? Anh đừng có nghĩ đem chuyện quá khứ của dì Ngọc ra để mà uy hiếp nữa. Về chuyện đó, tôi và ba tôi đã biết hết rồi. Nếu anh còn lảng vảng trước mặt và làm phiền người nhà của tôi nữa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mà anh đi. Được lắm. Trinh, dì cảm ơn con đã giúp dì thoát khỏi sự uy hiếp của nó. Con xin lỗi dì vì con đã tự ý lục lọi đồ của dì và những lỗi lầm xưa nay với dì. Dì, lần này con giúp dì là vì ba của con. Thật ra là ba vẫn chưa biết gì về quá khứ của dì, không hay biết chuyện gì hết. Con hy vọng là dì đối xử tốt với ba con để chuộc lại lỗi lầm bấy lâu nay của dì với ba con. Con không muốn ba con đau buồn với bất cứ chuyện gì hết. Nghe gì? Dì hứa, dì sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm mà dì đã gây ra cho hai cha con. Không ngờ mụ già này cao tay thiệt, vậy mà bà ấy còn dám đóng kịch, tỏ ra sợ hãi trước mặt mình. Đã vậy thì mà đừng trách sao tôi độc ác. Không hại được bà thì tôi sẽ tính sổ với thằng con trai yêu quý của bà. Chỉ cần tôi sống ngày nào thì ngày đó mẹ con của bà sẽ không được sống bình yên đâu. Chung quy cũng là dông hai còng, nếu ông chết luôn thì có phải tốt hơn không? Được rồi, tôi cũng sẽ khiến cho gia đình ông phải trả giá tất cả các người ở giờ đó.